Thông tin sản phẩm, Biore UV ats Essence, tinh chất chống nắng vận động chuyên nghiệp Biore UV Atlas Skin Protect Essence 70G, dành cho mặt. Chống nắng vận động chuyên nghiệp bảo vệ mạnh mẽ bền lâu, môi tắt Essence, tinh chất dễ thoa và thấm nhanh. Cảm nhận làn da ẩm mượt sau khi dùng, SPF 50, 3 dành cho cả mặt và toàn thân, outer skin gạch dưới lớp bảo vệ hiệu quả. Tạo lớp khiên chống tia UV mướt mịn và phủ đều khắp toàn thân, bền lâu trên da cả khi nắng nóng công nghệ tắp bút duy trì lớp chống nắng bền lâu trên da ngay cả sau khi lau mồ hôi. Chống thấm nước siêu việt thử nghiệm khả năng chống nước lên đến 80 phút nhưng dễ dàng rửa sạch với sữa rửa mặt. Sữa tắm chứa BG thành phần dưỡng ẩm da, hyaluronic acid sodium hyaluronate. Có thể dùng như lớp lót trang điểm, hương hoa cỏ tự nhiên, cách dùng, lấy một lượng thích hợp thoa đều trên khắp x3 bề mặt da, tránh tiếp xúc trực tiếp với quần áo, khuyên mặc quần áo sau khi chất lỏng trên da khô hoàn toàn. Để đạt hiệu quả tốt nên thoa lại sau khi ra mồ hôi, có thể dùng sản phẩm tẩy trang, sữa rửa mặt hoặc sữa tắm để làm sạch. Làm sạch hai bước nếu cần thiết thông tin thương hiệu Biore là thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da Nhật Bản. Được sáng lập vào năm 1987, bởi tập đoàn cao danh tiếng, nguồn gốc tên gọi Biore của thương hiệu chăm sóc da mặt nổi tiếng khắp thế giới này được kết hợp hai từ theo tiếng Nhật chứa đựng hai yếu tố quan trọng với con người. Nếu Bio mang ý nghĩa biểu trưng cho sự sống thì Ore là vàng, nó bao hàm cả vẻ đẹp, sự thông minh và tính nguyên bản, không chỉ là dòng mỹ phẩm quen thuộc tại Việt Nam, Biore còn được ưa chuộng ở nhiều nước châu Á khác vì luôn đáp ứng được những nhu cầu khác nhau của phái đẹp trong việc chăm sóc da với các sản phẩm đa dạng về chủng loại. Từ sữa rửa mặt, sữa tắm, sản phẩm tẩy trang, sản phẩm chống nắng đến miếng dán mũi lột mụn. Bạn có thể tham khảo thêm những dòng sản phẩm đa dạng khác tại gian hàng chính hãng Biore Official Store.